Ông xã giàu có và điển trai của cô nàng ngổ ngáo Trôn Chi Huynh Chồng của nữ diễn viên Trôn Chi Huynh vào năm 2020 đã trở thành CEO tập đoàn tài chính có giá trị vốn lên đến 290 triệu đô la. Anh xuất thân từ một trong những gia đình giàu có bậc nhất Hàn Quốc. Trôn Chi Huynh kết hôn với Choi Chun Hyuk, vào năm 2012. Sau 8 năm chung sống, cặp đôi đã có hai mặt con và là một trong những gia đình nổi tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của nữ diễn viên luôn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ, dù họ rất ít khi chia sẻ về cuộc sống gia đình với người hâm mộ. Choi Chun Hiếu và John Chi Huynh từng là bạn học thời nhỏ với nhau. Tuy nhiên, sau nhiều năm xa cách, hai người gặp lại nhau khi John Chi Huynh đã là một ngôi sao hạng A của làng giải trí, còn Choi Jun hyuk là một doanh nhân trẻ thành đạt. Không chỉ tài năng giàu có, chồng của John Chi Huynh còn sở hữu dáng vóc như người mẫu với chiều cao 1m85 và cương mặt điển trai. John Chi Huynh từng giải thích rằng chồng cô vốn không phải là người làm việc trong làng giải trí nên cô muốn có một cuộc sống gia đình thật kín đáo. Tuy nhiên, theo truyền thông xứ Hàn, chồng của John Chi Huynh xuất thân từ một gia đình giàu có bậc nhất Hàn Quốc. Choi Yun Hyuk, chồng của John Ji là con trai thứ ba của Choi Gun, người sở hữu Alpha Asset Management. Ông nội của Choi Yun Hyuk cũng sở hữu một công ty lớn về doanh nghiệp thép, còn bà ngoại anh là nhà thiết kế Hàn Quốc nổi tiếng thế giới Lee Young Hee. Mẹ chồng của John Ji bà Lee Young Gu cũng là tên tuổi có ảnh hưởng trong ngành thời trang xứ Kim Chi. Thành tích học tập của Choi Yun Hyuk cũng rất đáng ngưỡng mộ. Cho dù từng làm việc ở bang ở America, ngân hàng lớn nhất tại Mỹ, sau tháng 2 năm 2019, anh quyết định nghỉ việc để về Hàn Quốc hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình. Chỉ hai tháng sau khi về nước, chồng của John Chi Huynh được bổ nhiệm vào vị trí phó giám đốc tập đoàn Alpha và tới tháng 4 năm 2020, anh trở thành CEO tập đoàn tài chính có vốn giá trị lên tới 350 tỷ won, khoảng 290 triệu đô la. Tài sản ước tính của Choi John Hyuk lên tới 40 tỷ won, sấp xỉ 33 triệu đô la, nhiều việc kinh doanh riêng.